Hello, chào các bạn. Hello, chào các bạn. Mình làm clip xả một số đồ mà mình ít nói tới nha. Còn cái nào nói tới rồi thì mình không nói nữa. Đây. Cái giỏ này là toàn encoder nha. Chắc lấy xả lấy linh kiện các bạn. Khách nào lấy hết cái này gì ta, à rắc hả, khách nào lấy hết cái giỏ này thì cái rổ này nha, cần ký 100.000 ký, linh kiện rất là nhiều, hàng xịn sò ha, cứ gì nhấc lên cân nha, 100.000 ký, trong đó có mấy con này các bạn xài được nha, 100.000 ký các bạn, nhấc lên cân nha, một món. Xả đồ này, cái này cũng ít nói tới đó các bạn. Cái này lỗ 50 nha. Cái này là cái gá kẹp spindle của một cái hãng của Nhật nha. Nó nhỏ nhỏ thôi, 50. Thép. Ở mặt đáy được mài phẳng nha. Mặt đáy được mài phẳng. Cái mặt đáy này với cái mặt bên trong gia công á là nó song song với nhau nha anh em. Đó, khách nào có motor 50 á, 50mm á thì lấy về kẹp. Cái này nặng 7 kg một cái thép. Mình bán các bạn 250k bao ship, hàng xịn của Nhật. Để lâu hơi rỉ anh em về ấy lại. Ba cái ốc này siết lại nha. Bỏ vào siết lại là nó cứng. À, dài tầm hơn 200. 7 kg. Cái máy tính đã sửa lại nha, được anh khách hỗ trợ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì sắp tới mình sẽ mà nói thôi các bạn, chị nào làm quốc luôn, khỏi nói. Sắp tới đây, cái này cốt 9 ly, để mình tìm một cái motor cốt 9 ly hoặc là mình lấy máy tiện mình tiện xuống. Bộ giảm tốc này hàng của Mỹ nha. Con này 1/250, thuộc dạng là dạng lớn nha. Dạng này tải cao ha. Để mình kiếm một cái motor 12-24 cốt 9 ly cắm vô đây thì bán cho anh em chế kéo tời nặng nha. Con này là không tuôn nha, không tuôn. Đây con này cũng rất là, hộp số này 1.2 triệu nha. Còn cái bộ chân này ha, để mai test. Mai mình không đi bãi các bạn, quyết định không đi bãi nha. Ở nhà sẽ dọn một số đồ mà rất là ít khi nói tới. Đây, mấy cái này thì tiếp tục bán cho anh em nha. Xả nhanh cho nó hết luôn các bạn, sắp hết rồi nè. Thì đá cắt á nha. Đá cắt á. Đá cắt phi 150. Đây. 100k 5 miếng, 100k 5 miếng boss. Đá cắt nha. Mỏng ở đây có thông số kỹ thuật, mỏng 1,6 ly. Cái lỗ ở giữa là 22,23 nha các bạn. Nha, cái lỗ này. Đó. Cho những máy lớn á, đã cắt phim 150 for inox, chuyên cắt inox nha, 100k 5 miếng bao ship, coi như giá xả các bạn. Còn đá mài phi 125, đá mài phi 125, cái này 100k 4 miếng nha, đá mài boss phi 125, cái lỗ bên trong vẫn là 22,23. Đó, khách nào có máy vừa thì xài, cho inox, giá bao ship nha. Còn đá mài phi 150 nha, phim 150 thì giá 100k 4 miếng, rất là nặng. Và cái phần cuối cùng là đá mài phim 180, ôm quá trời luôn. Không hiểu tại sao ôm nhiều như vậy. 100k 3 miếng, 100k 3 miếng. Và từ hôm nay thì mình tăng thêm miếng nữa, 4 miếng nha. Đó, khách nào ít cho inox nha các bạn. Lỗ ở giữa là 22,23. Đó, khách nào lấy chừng 100k 200k là xài mấy năm. Ok, tiếp tục cái này. Cái này thì cứ hiện tại mình xả nha, 400k một. À, xả bỏ, anh em về tự nghiên cứu, mình cũng chưa có mò tới nữa. Việc nhiều đến mức mà không có thời gian luôn các bạn. 400 bao ship coi như xả bỏ lô này. Đây, ngày mai mình sẽ lục lọi ra hai cái bộ nhiệt điều khiển nhiệt này lấy ra nha. Mình sẽ điều khiển một cái con điện trở nào đó nha. Đó, và bán ha.
Cái này 850k một bộ, xịn sò điều khiển 2 kênh. 2 kênh các bạn. Điều khiển 2 kênh nha, 2 kênh liên tục. Con này tải cao nha. Tải cao. Điển hình là nó xài con AT. Nó xài một con AT tận 6000 ampere. À, con này là chuyên gỗ nha, một công ty gỗ. Mấy cái này mà ít nói tới các bạn. Cái bộ điều khiển nhiệt này của Nhật nha, bộ này 1kW điện 100V nghĩa địa. Thì bộ này mình giảm các bạn còn 600. Bữa có clip test nha, test luôn cái đầu đo nhiệt độ vẫn ok. Xả bỏ đồ. Có những con mình ít nói tới. Đây cái máy này cũng ít tới, bạn thấy máy nén khí nè. Nha, máy này 1.1 triệu nha, giảm thêm 100k. Bán cho anh em về xài. Một số cái ít nói tới. Cái này con motor này bán các bạn 200. Để như vậy nhấc lên dao. Mình đấu lại tam giác. Đấu lại tam giác nhưng mà chạy không có ngon nha. Đó. Còn zin nguyên kiện, đủ đồ hết, ốc đây. 200 bao ship. Thanh châm trắng 4 viên. Con này anh em nào đấu lại chạy tua nhanh 500W. Nha, xả 200 các bạn. Bao ship luôn. Coi như thu về trăm mấy. Đây cái này ngày mai mình cũng sửa lại nha. Không xài được thì mình mà bán rã hoặc lấy bộ khung. Bán xả từ đồ quá trời. Con này 1.2 triệu, giảm thêm 300 luôn. Hàng của Hàn Quốc nha. Cấp điện 220 là nó thổi ra nhiệt độ nóng nha. Còn về các bạn mua cái bo điều khiển nhiệt độ. Tủ này bán nhanh trong clip này, giá 700 bao ship. Tặng thêm hai cặp bánh xe. Nhưng mà cặp bánh xe bị hỏng nha, bị ấy, bị mục, bị lủng lỗ. 700 không có khay. Bao ship luôn, coi như mình xả đi nha, xả bỏ, xả thu vốn. Đây, ngày mai đây, nhiệm vụ ngày mai sẽ dọn trong cái khu này ra các bạn. Motor quá trời. Dọn ra. À. Bộ này sẽ làm cho anh khách trong tối nay. Đây. Bộ này. Còn con này hộp số USA nè, 1/20. Đó. Cái hộp số này 300 với cái motor 250 nữa nha. Con này bán nhanh 550k. Con này phát điện rất là tốt. Đó. Con motor này nằm đây nè các bạn. Bán nhanh 550k. Rồi. Tuột dây các bạn ơi. Tuột hết dây. Tuột dây nha. Đó. À, rất là ok luôn. Quay tay nhẹ nhàng. À, con này thì 300. Con này tháo ra cũng 300. Hộp số 300. À, còn để nhiều nguyên zin như vậy, mua hai món thì 550k nha. Giảm 50k. À, cái này bộ này để test bán khách. Tiếp tục. Ở đây cũng nhiều đồ cần thanh lý quá trời. Ở đây cũng còn một giỏ ấy các bạn. Giỏ ấy nè, cần 100.000 ký. Mấy cái encoder quá trời luôn. Ở đây mình còn một cái bộ đồ lồng của con Janome. Rã ra bán quá. À, qua cây này. Chắc xả về chai các bạn ơi. Chán quá. Xả về chai quá nha. Cây này 2 triệu anh em nhất về. Mình thu vốn 2 triệu. À, bao các bạn quay. Điện 3 pha nha. Điện 3 pha 220. Đó. Đủ bát. Bát zin đi kèm. Đó. Thò ra thuộc vào thì nó đi theo ti thủy lực nha. Nó xả theo ti thủy lực. Ti hơi chứ. Nó nhầm nha. Ti hơi. 2 triệu. Cây này 900. Chuyển khoản bao ship. Nó coi như xả bỏ hai cây này. Đó. Cây này bữa có clip test các bạn. Cây này không có đầu khoan nha.
Còn cây này bán nhanh các bạn, cây này 680 nha. Chỉ có bao gồm động cơ và cái cụm trục rác nha. Hành trình thì các bạn thấy trên tay mình nè. Ở đây là 200 rồi nè. Bên đây 100 nữa 300 nha. Đó, 680. Coi như bán ấy nha, bán rẻ. Ô, còn cây này. Cây này tí làm clip test cho các bạn coi chơi. À, đem về mấy ngày chưa test. Cây này phải nói sực cực xịn. Còn bộ máy này 2,8 triệu, anh em lấy về làm. Còn để mình làm lên thì giá cao hơn nha. 2,8 triệu, xem như xả lại. Bộ sạc 1,2 triệu, giảm thêm 200. Con quay này 400, bán lỗ luôn, chơi luôn. Tại con này rất là kén khách nha, cũng ít anh em nào biết xài. Quay trên 180 độ, chạy hơi nha. 400, bao ship, xả hết. Này 400 luôn, xả luôn. Xả. Đó. Còn bộ giảm tốc này 650, đó, giảm thêm 50. Còn cây này mình có hai cây, bán 1 cây. Cây này bán nhanh cho các bạn là 950k, để như vậy bán. Khu Musco Japan MC CM1 950k. Cây này xả lỗ 900. Đó. Cây này mình không lấy nữa, 900. Bán nhanh. Tải 500kg. Cây này cốt lớn nha, phi 40. Ok, báo các bạn nhanh một số đồ vậy các bạn.